Chị quẹt em xong rồi chị không có nói tiếng nào hết, chị bỏ chạy làm sao vậy? Ủa tao quẹt mày nào mày tính ăn dạ hay gì mày? Nè, em không có ăn dạ chị hết nha. Nhưng mà chị đụng em tiếng thì chị, em chỉ đang nhắc nhở là chị phải có trách nhiệm với việc mà chị chạy xe lên đường thôi. Trách nhiệm gì? Tao lái xe từ hồi mày chưa đẻ nữa. Còn mày bắt lỗi gì mày? Hả mày? Nè. Muốn cho què đền cho lành thấy gì? Em không có bắt đền chị. Em chỉ đang nói là nếu như chị đụng em, chị xin lỗi em tiếng thôi. Xin lỗi cái cù lôi. Mất gì xin lỗi? Sao đường chị... này có không có nổi mày há tao đi rồi mày kêu tao xin lỗi mày. Sao chị ăn nói không có miếng học thức nữa vậy? Không cần học thức mày, giờ muốn tiền phải không? Muốn đền tiền phải không nè? Cầm 50 đi sửa xe liền. Tao đang bận nha, biến mày. Nè, chị. Đi đâu vậy? Giờ làm sao? Em không có cần tiền của chị. Nhưng mà ít nhất khi mà chị đụng em một cái. Má mày thằng chó. Tao đã nhịn rồi nha mày. Tao đang có công chuyện nha mày. Mày muốn lớn chuyện đúng không? Tao kêu thằng Tư Nồ đó ra, em mút tao ra là mày chấp mẹ mày nè. Chị quen ai kệ chị. Em không cần biết. Nhưng mà chị đụng em chị phải xin lỗi chứ. Mày đứng đó đi. Mày đứng đó mày chờ đi thằng chó. Mày chờ chút mày đừng chạy nha. Em út tao tới giờ. Có chuyện gì vậy bà chị? Sao nay nhớ tới mấy thằng em út này vậy? Mày nhắc gì vậy nhớ luôn. Bảo kê tháng này chưa đóng nha. Muốn bán đây đâu. Chị này nè, nãy chị chạy quẹt xe của em. Mà em không có bắt đền gì hết á. Chỉ cần là chị xin lỗi em tiếng thôi là em bỏ qua rồi. Mà chị cũng không nói được nữa. Nhưng mà mày nói tao quẹt xe mày, bằng chứng ở đâu? Camera có không? Có cái gì để làm bằng chứng tao quẹt xe mày không? Mày có bằng chứng không mày? Tôi có bằng chứng nè. Thì mày lấy tiền bảo kê tao mỗi tháng thì giờ mày bảo kê vụ này cho tao luôn đi. Tôi nói cho bà nghe nha, tôi làm bảo kê nhưng tôi biết đúng biết sai. Bà quẹt xe người ta không làm khó dễ, mắc bà xin lỗi một câu thôi à, bà xin lỗi không được. Bà xin lỗi người ta đi, người ta bỏ qua chứ có gì đâu. Mắc mớ gì bà đứng đây bà cãi cùng. Xin lỗi khó lắm mà. Xin lỗi ta đi. Thôi nãy tao lỡ quẹt á, cho tao xin lỗi đi. Bỏ qua nha. Hai mày nhìn gì nữa? Tụi tao á là giang hồ, kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện. Thank you.